Triệu Lệ Dĩnh và bạn trai thông báo tin trọng đại, các fan chúc mừng không ngớt. Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức trở lại đường đua phim cổ trang với dự án Giữ Phượng Hành. Đây là tác phẩm thứ hai nàng Tiểu Hoa hợp tác cùng Lâm Canh Tân, nên càng khiến công chúng mong đợi hơn nữa. Vừa lên sóng, bộ phim đã thu về loạt thành tích cực kỳ ấn tượng. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã nhận tin vui lớn sau khi Giữ Phượng Hành chính thức lên sóng. Cụ thể, hashtag bộ phim đã chính thức phá 10 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin. Đây là một thành tích cực khủng đối với một dự án phim mới chỉ lên sóng được 10 ngày. Điều này góp phần chứng minh sức hút rất lớn của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Chưa dừng lại ở đó, Giữ Phượng Hành hiện đang nằm top một nhiều bảng xếp hạng phim ảnh. Nhân vật Thẩm Ly nằm top một trong bảng xếp hạng nhân vật phổ biến nhất tuần. Dự án phim mới của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng nằm top một bảng xếp hạng lượt xem tài khoản chính thức phim truyền hình. Với 838 triệu lượt, Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính, được coi là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất thời điểm này. Tuy nhiên, hiện tại phim bị nhận xét là đang có xu hướng đi ngang, không có cảnh phim thoát vòng. Giữ Phượng Hành được xếp vào nhóm phim mở đầu cao, nhưng càng về sau càng kém. Tuy nhiên hiện tại Giữ Phượng Hành đi được 2/3 quãng đường, dân tình đang vô cùng mong đợi vào màn tương tác của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân ở những tập sau. Trong Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly, Bích Thương Vương của Linh Giới, liên hôn chính trị với Ngụy Quân Tử Phất Dung Quân. Trong lúc đào hôn và gặp nạn ở nhân gian, Thẩm Ly gặp Hành Vân, thần quân thượng cổ duy nhất còn sống ở tam giới. Cả hai nảy sinh tình cảm và trải qua nhiều khó khăn. Giữ Phượng Hành là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của Cửu Lộ Phi Hương. Cặp diễn viên chính từng đóng chung trong Sở Kiều Truyện năm 2017. Sau 7 năm, họ vẫn được khen ăn ý, có những phản ứng hóa học được khen ngợi. Cbiz xuất hiện Mỹ Nam cổ trang được khen đẹp như tranh vẽ khiến Tiêu Chiến và Dương Dương cũng khó bì kịp. Trong giới giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều sao nam được khen có tạo hình cổ trang đẹp, tuy nhiên, có rất ít sao nam cứ lộ tạo hình nào là được khen tới tấp như La Vân Hy. Trong dự án phim Thủy Long Ngâm đang quay, anh chàng gây sốt với khán giả khi đẹp ở mọi tạo hình, dù thường bị chê quá gầy. Nhược điểm lớn nhất của La Vân Hy có lẽ chính là thân hình gầy đến đáng báo động. Sau thành công của Trường Nguyệt Tẩn Minh hợp tác cùng Bạch Lộc, anh chàng đã dần cải thiện dáng người. Trong hai dự án cổ trang gần đây nhất là Nhan Tâm Ký và Thủy Long Ngâm, La Vân Hy cứ lộ ảnh nào là lại được dân tình khen hết lời vì tạo hình quá xuất sắc. Mới đây nhất, tạo hình hồng y của La Vân Hy trong Thủy Long Ngâm đã được hé lộ, bộ trang phục đỏ trắng đan xen, kết hợp cùng mái tóc bạch kim, giúp chàng Mỹ Nam vừa ma mị lại có phần quyền lực. Tạo hình này của La Vân Hy được khen đẹp như tranh vẽ, khiến người xem không nỡ rời mắt. Có ý kiến bày tỏ, tuy La Vân Hy có nhược điểm như cứ diện cổ trang là đẹp hết chỗ chê, thậm chí anh chàng còn đủ sức vượt mặt cả Tiêu Chiến và Dương Dương ở khoảng tạo hình phim cổ ngẫu. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong ngóng dự án cổ trang Thủy Long Ngâm của La Vân Hy sớm lên sóng. Nếu La Vân Hy có Thủy Long Ngâm đang quay, thì Tiêu Chiến cũng có Tạng Hải Truyện hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi. Trong khi đó, Dương Dương cũng vừa hoàn thành bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên hợp tác cùng Kim Thần cách đây không lâu. Dương Tử được đàn chị nổi tiếng khen ngợi hết lời. Trong số các tiểu hoa sau 90, ngoài Lý Thấm và Đàm Tùng Vận, Dương Tử là người nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Mới đây, cô nàng tiếp tục được một đàn chị trực tiếp đánh giá cao về tài năng cũng như danh tiếng. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi có quan tâm đến nghệ sĩ nào ở trong nước không, nữ diễn viên TVB Hồng Kông là Cao Hải Ninh đã thẳng thắn nhắc đến Dương Tử. Cô khẳng định những bộ phim như Trường Tương Tư, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, mình đều đã từng xem qua. Tôi rất thích diễn viên này, là bởi diễn xuất của em ấy rất tự nhiên. Được biết Cao Hải Ninh tên thật là Thẩm Giang Lợi. Cô từng đoạt giải đại sứ du lịch trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2008 và là người dẫn chương trình. Diễn viên nổi tiếng hoạt động chủ yếu tại xứ Cảng Thơm. Hiện tại, Cao Hải Ninh đang là diễn viên của TVB và từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Thất Công Chúa, Yêu Em Lúc Ngây Thơ, Nữ Hoàng Tin Tức. Được biết trong năm 2024, Dương Tử có đến 4 bộ phim chuẩn bị lên sóng. 1. Thừa Hoang Ký vai Mạch Thừa Hoang, đóng cùng Hứa Khải. Phim thuộc đề tài đô thị gia đình, nguyên tác của nhà văn nổi tiếng Diệt Thư, do Hoa Sách sản xuất. Nội dung xoay quanh quá trình trưởng thành của Mạch Thừa Hoang, từ một cô gái có chí hướng thành toàn cha mẹ, cho đến thành tựu bản thân. 2. Trường Tương Tư 2, vai Tiểu Yêu, đóng cùng Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. Phim thuộc đề tài cổ trang thần thoại, nguyên tác của Đồng Hoa,
tiếp nối thành tích cực kỳ tốt của phần 1, phần 2 của phim sẽ xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh của Thương Huyền. Còn Tương Liễu chết trận, sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. 3. Thanh Trâm Hành vai Hoàng Tử Hà, đóng cùng Bành Quán Anh, phim thuộc đề tài cổ trang phá án, do Tân Lệ sản xuất. Nguyên tác Thanh Trâm Hành của Châu Văn Văn được đánh giá vô cùng cao, nội dung kể về nữ thần thám Hoàng Tử Hà, bị hàm oan sát hại cả gia đình, phải đóng giả làm hoạn quan bên cạnh Quỳ Vương Lý Thư Bạch. Trong quá trình này, cô đã phá giải nhiều vụ án khó nhằn và cuối cùng rửa sạch oan khuất cho mình. 4. Quốc sắc Phương Hoa vai Hà Duy Phương, đóng cùng Lý Hiện, phim thuộc đề tài cổ trang, thương nghiệp, do Hoa Sách sản xuất, nội dung xoay quanh tiểu thư Hà Duy Phương. Sau khi hòa ly với người chồng tệ bạc đã từng bước phát triển ngành nghề trồng hoa mẫu đơn, giúp đỡ nhiều người phụ nữ khác. Có thể thấy, các thể loại phim lẫn nội dung mà Dương Tử đóng đều khá đa dạng, yêu cầu diễn viên có khả năng diễn xuất tốt. Dương Tử đang là nữ diễn viên hiếm hoi được công nhận cả về danh tiếng lẫn giá trị thương mại. Lượng người hâm mộ của nàng Tiểu Hoa được tích lũy qua thời gian dài đóng phim, cũng như tính cách vui vẻ hài hước, luôn quan tâm đến sự nghiệp, thay vì những lùng xùng ồn ào bên lề. Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ nhan sắc trong loạt ảnh hẹn hò cùng bạn trai. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân đình đám showbiz hiện nay. Tuy sự nghiệp diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, song nhan sắc của cô nàng luôn được xếp vào hàng cực phẩm. Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã xác nhận trở thành nữ chính của dự án phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Trong bộ phim này, nàng mỹ nữ Tân Cương hợp tác cùng mỹ nam Đông Cung Trần Tinh Húc. Mới đây, một tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đã được đăng tải và nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Trong những hình ảnh mới được hé lộ, nàng mỹ nữ Tân Cương diện một chiếc áo len mỏng cùng chân váy với họa tiết lạ mắt. Bộ trang phục khá đơn giản nhưng vẫn được Địch Lệ Nhiệt Ba cân cực ngọt. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được đăng tải, khán giả đã không hài lòng với stylist của bộ phim. Trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc bị chê quá xấu, thậm chí còn bị so giống khăn trải bàn. Tuy nhiên, may mắn là hai ngôi sao này đều có ngoại hình cực kỳ nổi bật, nên vẫn có thể tỏa sáng trong mọi khung hình. Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng là dự án phim thuộc đề tài huyền nghi phá án. Bộ phim được kỳ vọng là tác phẩm giúp Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ khi lên sóng thời gian tới. Từ những hình ảnh hậu trường được đưa ra, nhiều khán giả nhận xét, nàng mỹ nữ Tân Cương và Trần Tinh Húc có ngoại hình rất đẹp đôi. Hy vọng Chem City của cả hai sẽ không làm người xem thất vọng. Hiện tại, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đóng chính, vẫn đang trong quá trình quay. Lưu Diệt Phi từng có công lớn giúp người tình, hóa ra yêu đương lâu năm cũng có lý do. Sau thành công của siêu phẩm cổ trang Mộng Hoa Lục, vào đầu năm 2023, Lưu Diệt Phi tiếp tục tạo tiếng vang lớn với Đi Đến Nơi Có Gió, hợp tác cùng Lý Hiện. Cặp đôi nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ với ngoại hình đẹp đôi và Chem City cực đỉnh. Tuy nhiên ít ai biết rằng, chính Lưu Diệt Phi lại là người giúp Lý Hiện vực dậy sự nghiệp sau một thời kỳ khó khăn kéo dài. Cụ thể, theo thống kê từ EQG vừa được công bố vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, các dự án phim trọng điểm của hãng đang được hàng triệu lượt hóng chờ. Trong đó, bất ngờ nhất chắc chắn là bộ phim Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, dự án vừa lạ vừa quen, từng khiến nhiều khán giả nuối tiếc. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim đã tích lũy được 3,6 triệu lượt đặt trước, xếp thứ hai trong số các phim được mong chờ nhất nền tảng. Con số này chỉ xếp sau Mỗi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Phần Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và Cung Tuấn. Điều này chứng tỏ đây vẫn là phim được người xem mong ngóng nhiều năm. Thực chất Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ đã được sản xuất và hoàn thành từ năm 2020, dự án được trông chờ sẽ chiếu sớm, nhưng sau đó chuyển sang tình trạng cất kho. Lý do lớn nhất là bởi thời điểm đó, nữ chính Xuân Hạ đã bị cấm sóng sau nhiều phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội. Sự rớt đài của Xuân Hạ đã khiến sự nghiệp của nam chính Lý Hiện gặp ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi lẽ bên cạnh Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Lý Hiện còn ghi hình ba phim nữa cùng Xuân Hạ là ba chữ: Thôn Ngô Có Tình Người và Luyến Khúc. Sau thành công vang dội của Cá Mực Hầm Mật, Lý Hiện vốn có thể bật lên thành sao hạng A nhờ loạt tác phẩm trên. Thế nhưng việc loạt phim bị đắp chiếu vì scandal của Xuân Hạ khiến sự nghiệp của Lý Hiện gặp bế tắc, tụt dốc trong thời gian dài. Phải đến tận Đi Đến Nơi Có Gió gần đây đóng cùng Lưu Diệt Phi, Lý Hiện mới lấy lại danh tiếng, được khen là bạn trai quốc dân nhờ hình tượng nam tính, trưởng thành và ấm áp. Ngoài ra, với xu hướng dùng AI đổi mặt rầm rộ hiện tại, khán giả hy vọng Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ có thể đổi diễn viên nữ khác và lên sóng trong thời gian sớm nhất. Nội dung của Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ được dẫn dắt bởi nam chính Lương Hương,
từ một người cao quý, gia thế hiển hách, trở thành thanh niên bình thường của giai đoạn cuộc sống mới. Việc thay đổi lối sống khiến anh gặp không ít khó khăn, song đồng hành cạnh anh còn có nhiều thiếu niên nhiệt huyết, không ngại thử thách khác. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.